Khi đến cơ quan công sở liên hệ làm việc, phần lớn người dân đều mang tâm lý e dè, đặc biệt đó là tại các trụ sở công an. Để xóa bỏ tâm lý này, Công an phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã đổi mới tư duy làm việc, nâng cấp cơ sở vật chất, tổ chức phòng tiếp công dân riêng biệt phục vụ người dân. Không ít người dân đã cảm thấy bất ngờ, thích thú trước sự thay đổi tích cực từ các đơn vị công an các địa phương. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Thưa quý vị và các bạn, với phòng ốc khang trang và trang thiết bị đầy đủ hiện đại thì người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc tại Công an phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa sẽ cảm thấy hài lòng và an tâm hơn. Không còn là căn phòng cũ chung với phòng trực ban trước đây, phòng tiếp công dân mới tại Công an phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai được nâng cấp từ phòng làm việc của trưởng công an phường. Phòng có diện tích hơn 35m², được làm mới khang trang với đầy đủ trang thiết bị máy móc, đồ dùng phục vụ tiếp công dân như hệ thống máy tính, máy điều hòa, quầy tiếp dân, bàn ghế chờ, màn hình điện tử tuyên truyền, wifi miễn phí. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đơn vị còn tập huấn yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp giải quyết công việc cho người dân cũng phải đổi sang tư duy phục vụ nhân dân. Vẫn khác biệt nhiều chứ. Cái thứ nhất là nó khang trang, rộng rãi mà nó đẹp, lịch sự. Trước đây thì nó không có cái phòng này. Tôi ra đây cũng cách đây chừng 2 tháng là không có cái phòng này. Hôm nay tôi nhìn thấy phòng này, tôi thấy ngạc nhiên mà thấy đẹp và tốt quá lên. Rồi cái phong cách mà tiếp đón của các chú công an ở đây tôi thấy rất là tốt. Tôi nay mới quay lại công an phường Tam Hiệp thì thấy rất là khác. Bởi vì thứ nhất là cái phòng tiếp dân có điều hòa rất là mát mẻ. Rồi ghế ngồi đợi cũng thoải mái và có cả sạc điện thoại cho người dân đến sạc nếu mà cần nữa. Và khi mà tiếp xúc với các cán bộ thì rất là nhiệt tình. Và hiện nay thì cái định danh mức 2 cũng đã làm và cũng đã rất là thuận tiện trong việc tra cứu thông tin cũng như là xử lý những cái hồ sơ. Hiện Công an phường Tam Hiệp cũng là đơn vị đầu tiên tại thành phố Biên Hòa có phòng tiếp công dân được đầu tư chỉnh chu riêng biệt như thế này. Việc này cũng đã và đang tạo điều kiện để đơn vị phục vụ nhân dân tốt hơn khi đến cơ quan công an liên hệ công việc và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. Công an phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa hiện cũng là một trong 3 đơn vị công an phường xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an công nhận công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023, được thí điểm mô hình phòng tiếp công dân sang trọng hiện đại. Phải nói là khi đưa cái phòng tiếp dân vào để sử dụng thì phải nói là người dân của phường người ta cũng rất là mừng, người ta cũng cảm thấy là cái sự thân thiện giữa người dân với lại lực lượng công an. Và từ đó một cái phong cách làm việc của công an cũng phải chuyên nghiệp hơn, cũng phải hiện đại và chính quy. Từ đó sẽ gắn bó được cái sự kết nối giữa lực lượng công an với lại người dân trên địa bàn phường. Rõ ràng, việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các trụ sở công an phường, xã nói chung và phòng tiếp công dân nói riêng là việc làm cần thiết. Từ mô hình phòng tiếp công dân của Công an phường Tam Hiệp, Công an thành phố Biên Hòa cho biết sẽ lấy đây là mô hình điểm để 29 phường xã còn lại học tập và thực hiện theo. Công an tỉnh Đồng Nai đang xem xét thực hiện nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.